Alo, 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 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn có thể chơi golf tại nhà nha. Thì chơi golf tại nhà thì chúng ta không thể dùng cái trái banh golf được. Cái trái banh golf, chúng ta không thể dùng những cái banh golf này được. Tại vì đánh golf nó bay rất là nguy hiểm. Nó bay rất là nguy hiểm, mình không thể đánh những cái gôn này được. Cái gôn này dành cho trong sân thôi, thì mình thay cái gôn này an toàn là bằng giấy. Các bạn chỉ cần gom một cái cục giấy này thôi, đó đó, thì rất là dễ thôi. Giấy thì chúng ta cũng không tốn kém lắm đó, chúng ta gom một cái để tạo ra thành cái banh đó. Rồi sẽ đa chánh ra nha, thì đa và chúng ta cần một cái thảm, cái thảm lót chân để chúng ta để dưới để nó tránh va đập đó. Thì cái số 7 đâu rồi, thì mình đánh này, mình đánh cái số 7 và cây driver rồi sẽ ra tránh ra nha. Mình sẽ tự ở nhà tập đánh. Đó, thế là mình có thể đánh được gôn ha.